Lệ Thư xin kính chào tất cả quý vị có mặt ở đây. Xin cảm ơn quý vị. Như quý vị hẳn biết, mỗi một năm các em sinh viên vẫn hàng tổ chức một đại hội gọi là Hoa hậu áo dài, với một cái tôn chỉ là nêu cao cái truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam và những cái đẹp của Việt Nam. Trong cái tôn chỉ đó thì Lệ Thu nhận thấy là các em làm việc rất là hăng say, và Lệ Thu cũng xin được đóng góp một chút trong cái chương trình đó. Và trước hết xin mời quý vị thưởng thức bài Giáng Ngọc của Ngô Thụy Liên. Tình yêu đành thôi
bên bằng men.